Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nguyện rằng: Lạy Cha, con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý. Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giờ đây là nghi thức phong chức phó tế và linh mục. Nghi thức phong chức thánh gồm 3 phần. Phần 1 là nghi thức tuyển chọn và tuyên hứa. Phần 2 là nghi thức bí tích. Phần 3 là nghi thức diễn nghĩa. Trước hết là nghi thức tuyển chọn các ứng viên lên chức phó tế và linh mục. Qua đó, chúng ta thấy việc tiến lên chức thánh không chỉ là do thiện ý của từng cá nhân, nhưng trước hết do Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Đức Giám Mục. Sau lời tuyển chọn chính thức của Đức Giám Mục, xin tất cả cộng đoàn cùng đáp tạ ơn Chúa và vỗ tay bày tỏ niềm vui thánh thiêng. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ tuyển chọn các ứng viên lên chức phó tế. Xin kính mời Đức Cha an tọa nơi ghế phong chức trước bàn thờ. Mời quý thầy sắp thụ phong phó tế tiến lên. Thầy Gioan Trần Minh Kha, có mặt. Thầy Đa Minh Nguyễn Tạ Minh Thiện, có mặt. Thầy Gioan Nguyễn Trần Trí, có mặt. Thầy Phêrô Khoa Trần Anh Tú, có mặt. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Bảo Long, có mặt. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Đại Thắng, có mặt. Xin kính mời Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicola giới thiệu các ứng viên phó tế cho Đức Giám Mục. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức phó tế cho những anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Mời các tiến chức phó tế về chỗ ngồi dành riêng. Tiếp đến, Đức Giám Mục sẽ tuyển chọn các đan sĩ lên chức phó tế.
Mời các đan sĩ sắp thụ phong phó tế tiến lên. Đan sĩ Maria Pascalis Đoàn Vân Trị có mặt. Đan sĩ Maria Lorenzo Nguyễn Văn Vương có mặt. Đan sĩ Maria Gabriel Nguyễn Trúc Hạ có mặt. Đan sĩ Maria Emmanuel Nguyễn Đức Tài có mặt. Đan sĩ Maria Ferro Khanh Nguyễn Đức Hưng có mặt. Xin kính mời Viện Phụ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Thủy giới thiệu các ứng viên phó tế cho Đức Giám Mục. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức phó tế cho những người anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến của cộng đoàn và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức phó tế. Mời các tiến chức phó tế về chỗ ngồi dành riêng. Tiếp đến, Đức Giám Mục sẽ tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục. Mời các thầy phó tế sắp thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Giuse Nguyễn Đình Long có mặt. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Hồng Ca có mặt. Thầy Đa Minh Nguyễn Đức Quang có mặt. Thầy Andre Hoàng Hữu Phú có mặt. Thầy Doan Bautista Trương Quang Thái có mặt. Thầy Phêrô Bùi Hoàng Quân có mặt. Thầy Phêrô Văn Nhã có mặt. Thầy Doan Maria Cờ Mo có mặt. Thầy Doan Bautista Ngô Trung có mặt. Thầy Doan Bautista Hoàng Đình Thái có mặt. Thầy Doan Bautista Nguyễn Đức Long có mặt. Xin kính mời Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicola giới thiệu các ứng viên linh mục cho Đức Giám Mục. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức linh mục cho những người anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Mời các tiến chức linh mục về chỗ ngồi dành riêng. Xin kính mời Đức Cha ban huấn từ cho cộng đoàn tại giảng đài. Thánh thần Chúa cư trên tôi, Ngươi đã thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, dựa trên câu lời Chúa này trong truyền thống của giáo hội đã có hai thuật ngữ nói về người linh mục. Người linh mục là người được thánh hiến và là người được sai đi. Nhiệm vụ được sai đi được đặt trên nền tảng được thánh hiến. Càng được Thiên Chúa thánh hiến hay thánh hóa, càng thuộc về Thiên Chúa là đấng thánh, người linh mục sẽ càng thực hiện tốt nhiệm vụ được sai đi của mình, càng làm cho dân Chúa biết Chúa, yêu mến Chúa và thuộc về Chúa. Thực vậy, một hệ quả đặc biệt của bí tích truyền chức là sự thánh hiến. Với ấn tín của bí tích truyền chức
người linh mục được thánh hiến đặc biệt trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu là đầu, là mục tử, để có thể thực hiện những công việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện, ví dụ như dâng thánh lễ hoặc giơ tay ban phép tha tội nơi bí tích hòa giải. Giờ đây chúng ta hãy để cho lời Chúa mà chúng ta vừa nghe qua các bài đọc Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu hơn về sự thánh hiến đặc biệt này. Trong bài đọc mô trích sách tiên tri Jeremiah cho chúng ta thấy ba đặc tính của ơn gọi linh mục qua hình ảnh của ơn gọi ngôn sứ. Trước hết, ơn gọi linh mục đến từ Thiên Chúa, không phải đến từ con người. Tôi trở thành linh mục không phải là do tôi đạo đức tài giỏi hơn những người khác, nhưng tôi trở thành linh mục là do ý muốn của Thiên Chúa. Từ đời đời Chúa đã muốn, đã chọn tôi thành linh mục của Chúa, như tiên tri Jeremiah nói về ơn gọi ngôn sứ của mình. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: trước khi tạo thành ngươi trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi, ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Chính vì thế, thưa cộng đoàn, giờ đây cùng với các tiến chức, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì hồng ân tuyển chọn mà Chúa đã dành cho các thầy từ đời đời. Tiếp đến tâm tình thứ hai là tâm tình tin tưởng phó tác nơi Chúa. Trước sứ vụ linh mục mà Chúa và giáo hội trao phó, các thầy tự nhiên thấy lo sợ, thấy mình quá bé nhỏ so với sứ vụ lớn lao, nặng nề, đòi hỏi rất nhiều. Nhưng giờ đây chính Chúa đang ngỏ lời với các thầy như đã ngỏ với Jeremiah: ngươi đừng nói, lạy Chúa, con còn con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ ta sai ngươi đi. Ngươi sẽ nói mọi điều ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi. Và tâm tình thứ ba đó là tâm tình sẵn sàng mở rộng tâm hồn để Chúa thánh hiến bằng chính lời của Chúa. Jeremiah đã cảm nghiệm được điều này khi chia sẻ: và Chúa đã giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: đây, ta đặt lời ta vào miệng người. Vì thế, các thầy thân mến, các thầy hãy yêu mến lời Chúa một cách đặc biệt. Mỗi ngày hãy dành thời gian suy niệm lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa, để lời Chúa thánh hiến các thầy, biến đổi các thầy nên giống Chúa Giêsu mục tử. Tiếp đến trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã giải thích hệ quả của sự thánh hiến do ơn bí tích truyền chức là giúp người linh mục tạo nên được sự hiệp nhất nơi cộng đoàn dân Chúa là thân thể Đức Kitô. Nguồn cội của sự hiệp nhất là Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau, như Thánh Phaolô mời gọi: hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, chỉ có một Thiên Chúa là Cha của hết mọi người, đấng vừa trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Và rồi Thánh Phaolô cho thấy hai điều kiện để xây dựng sự hiệp nhất. Trước hết, đó là sự khiêm tốn hiền hậu. Và thứ hai là sự nhận thức về phẩm giá nơi các thành viên khác trong cộng đoàn. Trước hết về sự khiêm tốn hiền hậu, Thánh Phaolô đã mời gọi: anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Và thứ hai là sự nhận thức về phẩm giá của người khác, vì họ cũng được Thiên Chúa yêu thương ban tặng những ơn khác với chúng ta.
Người linh mục sẽ giúp mỗi thành viên trong cộng đoàn cộng tác với nhau để xây dựng giáo hội, để xây dựng cộng đoàn dân Chúa như Thánh Phaolô đã diễn tả. Mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tùy theo lượng Đức Kitô ban cho. Và chính người đã ban cho kẻ làm tông đồ, người làm tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng tin mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân lên hoàn bị, hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô. Các thầy tiến chức thân mến, khi thi hành nhiệm vụ phó tế và linh mục, các thầy hãy trân trọng từng người, từ các em thiếu nhi đến các cụ già. Mỗi người Chúa ban cho họ những hồng ân khác nhau, và mỗi người trong cộng đoàn sẽ cùng với phó tế và linh mục xây dựng cộng đoàn giáo xứ. Ví dụ những người đã cao niên già yếu, những người khuyết tật, họ vẫn đang đóng góp xây dựng cộng đoàn bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh bệnh tật của họ. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy trân trọng, yêu mến và biết ơn họ. Cuối cùng, nơi bài phúc âm, Chúa Giêsu cho thấy hồng ân thánh hiến hay ơn thánh hóa đến từ Thiên Chúa Cha qua Chúa Con. Trước hết, người linh mục được Chúa Cha thánh hóa qua Chúa Con là lời vĩnh cửu của Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã cầu nguyện lạy Cha, xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý, lời Cha là chân lý. Và tiếp đến, người linh mục được thánh hóa nơi chính Chúa Con, nơi hồng ân thánh hiến của Chúa Con mà Ngài đã thực hiện ở trên thập giá. Chúa Giêsu đã cầu nguyện hết sức tha thiết cho các tông đồ, lạy Cha, vì chúng Con đã tự thánh hóa, để rồi chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Nơi thập giá, Chúa Giêsu đã tự hiến chính thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, để thuộc về Thiên Chúa Cha, trọn vẹn về Thiên Chúa Cha là Đấng Thánh. Vì thế khi dâng lễ thánh lễ hàng ngày, người linh mục đang hiện tại hóa, hy tế Chúa Giêsu trên thập giá một cách bí tích trên bàn thờ. Chính lúc dâng lễ hàng ngày, Chúa Giêsu đang thánh hóa người linh mục, làm cho người linh mục được nên thánh, là được thuộc trọn về Chúa là Đấng Thánh. Tóm lại, các thầy phó tế thân mến, nhiệm vụ lớn mà các thầy sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới đây khi làm phó tế, đó là rao giảng lời Chúa. Các thầy hãy yêu mến lời Chúa, để lời Chúa thánh hóa các thầy như lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giêsu, lạy Cha, xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý, lời Cha là chân lý. Còn đối với các tân linh mục, nhiệm vụ lớn và chính yếu mà các thầy sẽ thực hiện khi làm linh mục, đó là dâng thánh lễ mỗi ngày. Các thầy hãy yêu mến thánh lễ, chuẩn bị thật tốt cho việc cử hành thánh lễ hàng ngày. Hãy cử hành thánh lễ thật sốt sắng, để qua đó người linh mục và cộng đoàn dân Chúa cũng được thánh hóa trong tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Lạy Cha, vì chúng Con xin tự thánh hóa, để chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Cuối cùng, xin Đức Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ các thầy trong sứ vụ sắp tới. Amen.